một câu của bạn là Đạo giáo quan niệm có tam hồn và thất phách Vậy với các đồng nhân trong đạo mẫu Tam hồn thất phách này là những gì Có ảnh hưởng gì đến quá trình tu tập và hậu đồng không? Vâng Ở đây thì chúng ta à, Cái câu mà à, Ba hồn bảy vía đấy thì câu ở trong cái đạo giáo từ ngày xưa câu cửa miệng à, của chúng ta là tam hồn thất phách à, tiếng hán và tiếng à, nôm là ba hồn bảy vía vậy thì dân gian chúng ta quan niệm là con con người ta là có ba hồn và bảy vía hay bảy phách ấy, thì thường nói đến khi chúng ta chết ấy, thì là phách tán hay vía nó tán hết thì còn mỗi cái hồn thôi cho nên là trong cái Nguyễn Du có câu, à, các bác nếu mà à, say sư Kiều, thì chúng ta trong Kiều cũng đã nói, Nguyễn Du cũng nói mà thay mặt cho cái, à, cái đạo nho ngày xưa cũng nói một cái quan điểm và Kiều rằng những đứng tài hoa thác là thể phách còn là tinh anh, tức là thác ấy tức là chết đi thì là thể phách là mất đi nhưng cái còn lại là cái tinh anh là cái cái linh hồn còn những người xưa người ta cho rằng khi chết đã phách thì hết còn chỉ có cái hồn là còn cho nên là người ta có nhập hồn này, gọi hồn này rồi những cái gì mà còn tồn tại dưới dạng siêu hình đừng tưởng là chỉ có cái thế giới à, mà À đây là à, trước đây là chúng ta có chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm nghề duy uh, vật thì à, duy tâm thì cho rằng có một cái thế giới siêu hình nhưng duy vật thì không tin vật nhưng mà chính thế giới duy vật biện chứng cũng rất hay dùng những thuật ngữ mang tính siêu hình mang tính siêu hình hay là bây giờ người ta dùng cửa miệng hồn dân tộc vẫn <laughs> hồn dân tộc là gì ông bảo không có hồn tại sao ông dùng cái giữ hồn dân tộc Đó. À, ấy, kể cả trong bài hát quốc ca của ta cũng có chứ hồn nước hồn dân tộc có chứ đúng không ạ rồi là rất nhiều những cái từ nói đến hồn dân tộc rồi đến nói đến cái khí phách dân tộc từ của anh dùng rất là nhiều đấy, kể cả trong bài hát cho nên là cái khái niệm đấy bên ngoài chúng ta không thừa nhận nhưng trong đời sống tâm linh của mỗi con người chúng ta đều thừa nhận hồn và phách, hay là khí phách anh hùng, Đấy. À, rồi là vận nước, hồn nước, vân vân đều có hết trong những cái tư duy của chúng ta. Vậy thì chúng ta trở lại là à, khai thác cái khái niệm trong đạo giáo ngày xưa, người ta cho rằng là khi là con cha ta có ba hồn, bảy vía và khi có một người nào đó ngất đi thì bắt đầu người ta ra ngoài ngõ hoặc là trèo đến mấy nhà người ta gọi à, à, ba hồn bảy vía cái ông a bà b về đâu bà về nhập vào về với vợ với con ví dụ như có một người ngất ốm ngất xong bắt đầu có một người hô à, ra ngõ cả ba vì cái hồn vía nó đi xa rồi bắt đầu hô ba hồn bảy vía cái ông a bà b đâu về đây mà về gia đình với vợ với con thế nào họ cũng cứ coi là ba hồn bảy vía đã thoát ra khỏi xác thậm chí mà khi cho cái đứa trẻ con đi xa các bác nhá là người ta lấy à, nhọn nồi dấu mực đánh đánh dấu và chán ấy. người ta cho rằng khi đi trẻ con là cái hồn vía nó xuất ra trong đi đến nơi như vậy là cái hồn nó không biết đâu mà về cho nên phải đánh dấu vào cái chán ấy. đấy người ta đã cái quan niệm đây là quan niệm dân gian quan niệm và theo cái đạo giáo ngày xưa nó có như vậy còn đúng hay sai Chúng tôi không dám khẳng định là người ta bảo người ta sai Mà không bảo người ta đúng Nhưng đây chúng ta đang phân tích Trên câu này là câu của đạo giáo ngày xưa Và ta khai căn xem Cái đạo giáo ngày xưa ấy, nó gọi ba hồn bảy vía Nó là những cái gì Để chúng ta hiểu rõ Đấy Ở trong cái cái khai căn cái chữ ba hồn bởi vía thì ba hồn của họ là gì là À, Sản linh, thai quang và ưu tinh Đấy là ba hồn Mà khi chết ấy, Thì ba cái lực lượng này Xuất ra khỏi cái xác của chúng ta Còn cái vía Thì đa phần là nó nằm ngay trong Thân khi chúng ta còn sống Và cái ba vía Cái bảy vía này nó làm Cho con người chúng ta sống Để người này khác với người kia Người này bệnh này và người kia bệnh kia Nếu như mà chúng ta Mà thất vía tức là kinh hồn bạt vía kinh hồn tức là hồn nó sợ sệt hoặc là hồn siêu mà phách lạc lạc là mất còn hồn siêu bạt lại cái là nó nghiêng ngả thì có câu đấy thì nếu như mà chúng ta không còn cái thể vía thể phách nữa thì nó gọi là rơi vào trường hợp sống thực vật đấy chúng ta nói như vậy. vậy thì bây giờ chúng ta đi sâu một chút tức là gì chúng ta đi sâu vào một chút là ba hồn là gồm cái gì ví à, dụ như họ cho là cái hồn thứ nhất là thai quang là một trong cái ba hồn quan trọng nhất của con người quang là ánh sáng thì nó liên quan đến cái sự chuyển hóa của ánh sáng của dương khí của con người thường cho cái sinh khí của cơ thể này cái cái à, thể xác của chúng ta được hoành tráng hơn đấy và có thể đạt đến được cái à, được những cái um, viên mãn về hình thể gọi là thai quang à, nếu như mà cái sinh mệnh ấy, mà không còn thai quang thì người thật đã bị chết thế là không còn sinh khí nữa người đấy không còn sinh khí không còn thai quang nữa đấy là cái thứ nhất cho nên là có những cái nhiều cái câu chuyện người ta mô tả cái thai quang đó là cái sinh khí của con người nếu mà không còn cái đấy nữa thì người đã chết đấy là cái hồn thứ nhất là chúng ta thấy là thai quang cái hồn thứ hai là gọi là sảng linh. Cái sảng linh người ta quan niệm ngày xưa là cái ngũ hành trong dân gian. Đây là quan niệm ngày xưa chứ còn bây giờ tôi cho rằng cái ngũ hành nó cũng không đầy đủ nữa, nhưng ngày xưa người ta quan niệm là ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ thì sảng linh nó liên quan đến như vậy. Cho nên là sảng linh nó liên quan đến những cái trí lực rồi trí tuệ cũng như là phản ứng nhanh chậm của con người và thiếu trí tuệ thì có vấn đề sản linh đã bị mất đấy thì trí tuệ bị kém mà không cảm thấy đau đớn trong cơ thể nữa cái cảm giác và theo con người ta là có um, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thân ý đấy thì nếu cái đấy nó phản ứng nó chậm nó không còn nữa thì coi như đã bị mất cái sản linh đấy đấy là người ta cho rằng nó là như thế đấy. thế còn một cái à, hồn thứ ba gọi là u linh u tức là trong tiếng hán nó gọi là u tối nó là mê muội thì thường ấy là u u tinh nó liên quan đến những cái à, tính khí con người ta chìm đắm trong cái nhục dục dục vọng mê muội thì gọi là à, u tinh ở à, trong này thường là nó u tinh trong con người ta nó quyết định cái hướng của tình dục cái khả năng sinh sản của con người bởi vì chính cái tình dục sinh sản của con người nó làm nhiều khi cái tình ấy nó mất lý trí đấy chứ nó tồn tại nhiều khi cái tình là mất cả trí cho nên là nó gọi là u u là nó mê muội thì cái này nó liên quan nhiều đến những cái à, sinh sản thậm chí có những người mà ở cái dạng mà không ra nam không ra nữ ấy. thì cái u tinh cũng đã bị mất đấy nó không còn rõ những cái à, nó tồn đã bị tổn thất về cái mặt giới tính đấy để nói cho các vị biết người xưa ấy thì à, người ta coi quan niệm là ba hồn nó là như vậy thì chúng ta nên nhớ là khi mà khi chết thì ba cái hồn này xuất ra khỏi xác nó xuất ra nhưng không không mất đi nhưng thể vía thể phách thì mất đấy vậy thì bây giờ ba cái cái hồn này chết là nó trôi dạt đi chỗ này chỗ khác nó không mất nào, nó còn khi đối với người ngất thì người ta từng hô ba hồn bảy vía về nhập lại cái xác thân đó là cái việc thứ nhất là nói về ba cái hồn cái hồn thể phách tại sao người ta nói là bảy vía thường người ta nói rằng là bảy vía là con trai là bảy vía đàn ông bảy vía đàn bà chín vía thì tại sao lại đàn ông lại bảy và đàn bà lại chín thế thì ở đây là người ta cho rằng là cái bảy vía của đàn ông để thân thân nam ấy nó có thất khiếu là bảy cái à, cái lỗ mà cơ cơ, thể nó giao lưu với bên ngoài còn đàn bà thì hơn là chín lỗ đấy là quan niệm của người xưa người xưa cho nên người ta có niệm là thất phách liên quan đến thất khiếu hoặc là kiểu khiếu là phụ nữ chứ bây giờ nếu như trong khi chúng ta phóng to cái da của con người ta thì không phải là 7 cái lỗ hoặc 9 cái lỗ đâu mà mỗi một cái chân lông chúng ta là một cái lỗ Đấy. cho nên bây giờ khi chúng ta chế tạo ra những cái thuốc gọi là nano ấy. nano là kích thước nhỏ bằng 1 phần triệu mm ấy. thì nó không tiêm nữa đâu nó dán cái là tự xâm thực vào trong cho nên chúng ta đến những cái vùng độc không phải qua miệng qua mũi đâu qua bảy bảy cái lỗ đâu. mà cho da bắt đầu nó vào rồi như vậy ngày xưa chữ khẩu Chữ khẩu ngày xưa ngày tiếng Hán nó gọi là mồm Hoặc là rộng hơn một chút Thì gọi là bảy cái lỗ Giao tiếp giữa cơ thể Và à, không gian bên ngoài Nhưng nếu như y học hiện đại Người ta xác minh Là mỗi một chân lông chúng ta đã là một cái lỗ rồi Cho nên khí độc nó vào Dù anh có bịt mũi chân nữa thì Chân tay nó cũng đã bị tiềm nhiễm Cho nên là đây chúng ta phân tích theo cái câu của người xưa Chứ không có nghĩa là cái câu bây giờ Người xưa người ta coi con người có bảy vía, bảy phách Thì chúng ta xem xem cái quan niệm bảy vía, bảy phách Nó gồm những cái gì Còn có nó có đúng thế thời bây giờ hay không Thì chúng ta lại là ở cái chuyên đề khác Chúng ta phải soi Đây là chúng ta soi nguyên cái câu theo bạn Đòi hỏi thôi Thế ở đây chúng ta bảy bảy phách hay là gọi bảy vía thì cái vía thứ nhất ta gọi là cảnh giác cảnh à, cảnh giác tức là nó là người cần ta gọi cách khác là thì cẩu cẩu các bác các bác biết là cái gì không là cái con chó canh gác thì cái việc người ta ví cái vía này là như kiểu ví có con chó rất là nhanh nhạy có người, người ta linh giác như con chó chúng ta thấy là vứt một cái khăn hay một cái gì đấy nó tinh vi nó, nó phải dùng cái khăn ấy nó còn đi mấy ngày nó vẫn đi tìm được tức là cái sự cảnh giác rất cao chứ nên người ta gọi là thỉ cầu Vậy vì cái cầu là cái cảnh giác chứ người gọi là cảnh khuyển đấy là cái con chó thì người ta ví cái vía thứ nhất là ví nói được cái cảnh giác của con người là, là cái vía này nó làm cho con người ta thậm chí nhắm mắt vào nhắm mắt vào mà cũng có thể linh giác là được ngày xưa tôi tôi đi dạy học cũng hay thử bằng cái linh giác này lắm hay là các bác thấy những nhất là đứa cái trẻ trẻ em nó còn bé nhá. nó cứ nằm như mày những người lạ nhìn nó cũng biết đấy người lạ nhìn chằm chằm ở đấy thì nó khóc rỡ đi tức là những cái linh giác hoặc là nhất là là chị em phụ nữ cái này thì nhạy hơn nam giới tức là có người nhìn sau gáy là họ quay lại ngay rất là tinh cái linh giác gọi là gọi là cảnh giác rất là lớn thì một trong những cái vía đấy là vía thứ nhất là cái cảnh giác đấy. người ta gọi là thị cầu là làm cho con người ta ngoài cái giác quan bằng mắt ngoài cái giác quan bằng tai còn một cái giác quan nữa nó gần như là linh giác vậy cái phách thứ hai gọi là cái vía thứ hai gọi là chi phối thủy dịch thủy dịch tức là phân tán cái chất độc ra khỏi cơ thể, cái 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 thủy dịch tức là cái nơi này giao tiếp giống như nước thải vậy, nó thải ra cái chất độc ra ngoài cơ thể thì nó liên quan đến chức năng vận chuyển, chuyển hóa các nước và hệ thống bàng quang, đưa vào bàng quang liên quan ra con người. Nếu như khi thức dậy chúng ta thấy à, buồn nôn, và bụng no, miệng có mùi hôi và không muốn ăn cơm chính là cái thể phách này này, thể phách thứ hai này này bị ảnh hưởng đó liên quan đến à, phục thị tức là liên quan đến những cái cảm giác về đào thải những chất độc ra con người liên quan rất nhiều đến bảng quang cái phách thứ ba gọi là cái thể vía thứ ba ấy, liên quan đến chi phối vấn đề sinh sản đấy là khi sinh sản nếu như buổi tối chúng ta sinh hoạt tình dục mà hôm sau ấy chúng ta vẫn sảng khoái bình thường thì cái thể thể vía này cái thể phách này là khỏe nhưng còn nếu như mà hôm sau kể cả đàn ông cũng như đàn bà mà uể oải để đau xương sống để thắt lưng rất giếc thì chúng ta đau để toàn thân mệt mỏi dã rời ra thì à, thậm chí có người còn phạm phòng nữa bị tà khí xâm thực sau khi mà ân ái xong là bị người ta bị coi như là âm khí xâm thực vào hay là cái tà khí vào cơ thể thì chúng ta sẽ thấy là rất khó phục hồi cho nên là cái phách thứ ba này nó chi phối hoàn toàn đến những cái năng lực sinh dục của chúng ta vào ban đêm đấy. nếu như những người nào bị tổn thất vào cơ thể phách này ấy, đấy thì là liên quan đến với đề sinh sản sẽ không tốt thậm chí về ảnh hưởng đến cái cuộc sống ừ, gia đình hạnh phúc gia đình đã đành nhưng mà chúng ta mệt mỏi làm việc nó sẽ không được năng suất nữa sau khi những cái lần ân ái cho nên liên quan đến à, cái phách này gọi là cái phách sinh sản đấy một cái phách nữa mà chúng ta hay gọi là cái cái vía là khống chế sự nóng lạnh của cơ thể trong cơ thể vào ban đêm chúng ta thấy khi chúng ta ngủ Cái thể vía này, thể phách này Nó có điều chế sự nóng lạnh ban đêm Mà thậm chí khi ban đêm Mặc dù chúng ta ngủ Không hoạt động Nhưng mà khi mà chúng ta thấy Là lạnh như cái chân tay chúng ta nó tự Động nó tìm vào cái chỗ ấm Hay là nóng quá nó tự khắc Mặc dù chúng ta không biết gì nhưng tự khắc cơ thể Nó vung vẫy hoặc là nó à, Bứt dứt của áo tức là cái đấy hầu như vô thức khi chúng ta có cái thể vía này nó làm cho cái việc mà thải cái chất uh, liên quan đến nóng lạnh ra cơ thể nóng quá nó điều chỉnh và lạnh quá nó cũng điều chỉnh như vậy thì đây là một cái thể vía rất là đặc biệt liên quan đến điều tiết những nóng lạnh của cơ thể đó thế còn một cái thể vía thứ năm là chúng ta là phục hồi cái chức năng của tim mạch chúng ta thấy là khi chúng ta à, ngủ thì đáng ra khi ngủ mọi cái cơ quan đoàn thể cơ thể chúng ta không hoạt động thì cái tim mạch chúng ta phải giảm xuống ở mức tối ưu tim chúng ta đập nhẹ nhất ở mạch chúng ta bình thường nhất nhưng nếu như mà chúng ta cái chức năng này cái thể vía thể phách này bị hư hại thì có khi ngay khi chúng ta à, ngủ thì tim vẫn đập dồn dập mạch vẫn tăng lên và như vậy thì chúng ta đáng ra cái đấy nó phải tim mới đập nhịp nhẹ nhàng ít tí thôi nhưng bây giờ đôi khi chúng ta lại bị tăng huyết áp trong khi khi ngủ huyết áp tăng lên rồi là có những cái tim mạch tăng lên hình nhịp tim lại có khi không lại quá chậm hoặc quá nhanh tức là không điều tiết được tim mạch và cái này nó rất dễ gây ra cái ung thư vì sao khi chúng ta không điều tiết được sự bình thường thì những tế bào lạ bắt đầu phát triển thì nếu như cái thể vía này gọi là thể vía liên quan đến gọi là phi độc là người ta gọi thể vía này gọi là phi độc thì nó sẽ ảnh hưởng đến à, tim mạch của chúng ta và nó sinh ra bệnh ung thư một cái thể vía nữa gọi là thể vía thứ sáu là liên quan đến chức năng tiêu hóa chúng ta nên liên quan đến chức năng tiêu hóa là cái thể vía này thể phách này nó quan trọng ở chỗ là khi cơ thể chúng ta ăn xong thì cái giờ giấc hoạt động hữu hiệu, hiệu nhất cho cái thể vía này thể phách này là từ 9 giờ tối 9 10 giờ tối và đến gần sáng lúc đó nó hiệu suất nhẹ nó dành toàn bộ cái năng lực cho cái này bởi vì cái lúc ấy là các hoạt động tay chân rồi các hoạt động khác ngừng hết thì nó dành riêng cái năng lượng này để cho cái chức năng tiêu hóa Cái là chữ của nó Tức là làm cho tiêu hóa để điều hòa Và gan mật tiết ra những cái để tiêu hóa Cho nên nếu như những người nào gọi là thức khuya ấy Làm việc thì bị thường hao tổn cái chức năng này Và khi hao tổn cái chức năng này Thì khiến cho chúng ta đêm không tiêu hóa được Đáng ra đêm nó phải tĩnh để cho chúng ta nghỉ Để cho cái chức năng này tiêu hóa các thức ăn thừa Nhưng vì chúng ta không được nghỉ Cho nên là thức ăn thừa trong cơ thể không tiêu được Thì đến sáng hôm sau thức ăn thừa vẫn còn Và khi nó ở trong cơ thể Thì nó không tiêu hóa được Thì nó sinh ra những phản ứng hóa học Nó làm trào ứ ngược dạ dày Và nó sinh ra những cái phản ứng làm sinh ra chất độc trong cơ thể Vì nó không tiêu được cho nên là cái chức năng này rất là quan trọng và biểu hiện là đối với những người và vì làm việc ban đêm rất là những việc người ngày xưa gọi là làm ca ba Nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe là như vậy làm cho tiêu mòn dần những cái chức năng à, của cái thể phách thể vía về chức năng quản lý về mặt tiêu hóa thì chúng ta lưu ý muốn cho cái à, chức năng này thể vía này được hoạt động mạnh mẽ và thức ăn đến sáng ra thì bắt đầu nó tiêu hết, thành bụng rỗng không tiêu sạch sẽ thì chúng ta thấy nếu như làm như vậy thì cái, cái thể vía này nó mới là được hoàn thiện. Cố gắng là không được đi ngủ muộn vì những người làm việc ca ba ngày xưa là những người làm ca ba là người ta lương rất là cao để bù đắp lại. Nhưng cho dù anh ban ngày anh ngủ bù lại thì cũng không bù đắp lại những cái tổn thất về cái thể vía này vì sao cơ thể thì hàng tỷ năm nay nó sinh ra cơ thể nó phân công cái giờ đấy nó ưu tiên cho cơ thể tiêu hóa hoạt động và gan mật hoạt động nhưng cái lúc đấy ông đã làm giống như giáo viên lên lớp nhầm giờ cái giờ này là giáo vụ đã xếp cho ông giáo viên này ông dạy thể dục ông giờ này thì ông có dạy văn tí hóa nhưng ông dạy ngược giờ cái tự nhiên là rệt choạc ngay thì trong cơ thể này nếu như chúng ta làm không đúng chu trì sinh học sẽ bị ảnh hưởng đó. Thế còn một cái thể nữa là cái chức năng à, thứ bảy là cái chức năng về hô hấp. À, chức năng hô hấp thì chúng ta thấy này, à, cái thể này là cái thể à, phế hô hấp gọi là phế và xú phế tức là nó làm thay đổi, tiêu hủy những cái chất khí độc trong cơ thể chúng ta đi do hút những khí oxy vào và thải độc những khí độc trong cơ thể mà nếu cái chức năng này không tốt thì nó gây ra như thế này thở khò khè Đấy, thở khò khè rồi là đờm nó chắn cái họng chúng ta rồi là chúng ta thở gấp hoặc là à, không thể thở bình thường được cho nên có những người ngủ mà bắt đầu ngủ là kéo gỗ khò khè rất là khủng khiếp rồi là như là có cái đờm nó chắn cái cổ hoặc là thở gấp gáp lắm trong khi ngủ cho nên ở đây nếu như chúng ta những người bị và cái thể hô hấp kém ngủ thứ nhất ngủ ngáy đã đành ngủ ngáy to và đờm có khi nó chấn đến cổ nhiều người có khi đềm chấm cổ có khi đang ngủ mới tắc thở đấy ngủ mới tắc thở chứ không phải cẩn thận đâu cho nên là nó gây ra cái ho khan thở gấp và à, nếu không thể nằm thẳng mà nó co quắp nó gây ra con người ta nằm ở trạng thái bất bình thường như vậy thì đây là cái thể liên quan đến hô hấp và như vậy thì bảy vía này liên quan đến cái cơ thể sinh học của chúng ta khi còn sống mà khi chúng ta chết ý, thì toàn bộ bảy vía này nó tan ra chỉ còn cái ba hồn nó còn nó chuyển hóa từ cái kiếp này sang cái khác nhưng thể vía nó tan ngay lập tức nó không còn ở đâu cho nên ở đây chúng ta thấy bảy vía hay bảy phách ý, thì nó còn liên quan đến gọi là thất tình à, thất tình Thất tình thì chắc các bác học về dưỡng sinh có câu là thất tình lục dục. Thất tình là gì? Là ái, ố, hỉ, nộ, lạc, ai, dục. Thì thực ra cái bảy vía bảy phách này nó lại liên quan luôn đến cái bảy trạng thái tình cảm của chúng ta có gọi là thất tình luôn có là gọi là thất phách thất vía thì nó cũng liên quan đến ngay cái thể tình cảm của chúng ta ví dụ như anh nghe thể một thể hai thể ba liên quan đến anh là niềm vui hay là buồn hay giận hay hờn thì ái ố thì nộ là các dụng thì liên quan hoàn toàn đến cái thất tình nục dục của chúng ta thì nếu như chúng ta có một dịp nào đó có một cái buổi chuyên đề sâu thì chúng ta phân tích đến cái bảy cái vía bảy cái thể phách này liên quan đến thất tình của chúng ta như nào thì người ta nhìn cái tình cảm của anh người ta suy ra cái thể vía này của anh đang bị ảnh hưởng, thể vía hay thể phách đang bị ảnh hưởng, đang bị yếu. làm sao thì nhìn vào cái tình cảm người ta cũng có thể suy ngược lên cái uh, cái thể vía thể phách của anh của anh ta thật. cho nên là gì là ở đây liên quan như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng gì là tại sao khi uh, khi đẻ ra ấy, thì mới sinh ấy, thì người ta lấy 7 ngày thì 7 ngày lại được 7 cái vía thì 7 ngày lại được một vía và đến khi à, đến 49 ngày thì người ta gọi là ở cữ cho nên sau khi mà người ta đi thăm bà đẻ là sau 49 ngày người ta thăm là mới đầy cữ Đấy. còn khi chết thì cứ mỗi một tuần thì người ta lại cầu siêu là bị thoát đi mất một vía thì hai tuần đến 7 ngày là 7, 7 4, thì bắt đầu mới xong thì cái thải vía nó tan hết. Thì bắt đầu là người ta cho rằng sau khi bảy vía nó tan để đã để siêu thoát sang kiếp khác. Đấy là cái quan niệm của ngày xưa. Nhưng cũng vì vậy cho nên người ta nói là con trai 7 ngày, con gái 9 ngày thì người ta làm uh, đi gọi là cho đi uh, ăn cữ. Tức là sau khi đẻ được 7 ngày à, hoặc là con gái 9 ngày thì đã được đi làm lễ ăn mừng đi ăn cữ. Đấy, hoặc là ở đây uh, chúng ta thấy rằng khi uh, bằng tuổi tuổi tức là khi 100 ngày thì chúng ta tính ra một tuổi vì sao người ta tính cả 9 tháng 10 ngày trong bụng nữa cộng với 100 ngày tức là người ta tính đấy gọi là tuổi thế còn ngược lại khi chết cũng vậy thôi khi chết là người ta lại tính 49 ngày tức là cho xuất hết 7749 49 sau đó thì là đến 100 ngày là thôi không khóc không biết gì nữa là coi người ta cho rằng cái linh hồn đã giải thoát hết rồi đấy là quan niệm theo ngày xưa thì nay à, nói sơ sơ để cho các vị biết là cái quan niệm theo đạo giáo là ba hồn bảy vía nó là như vậy thế còn trong cái quá trình mà nghiên cứu về mặt tâm linh trong mấy chục năm qua chúng tôi nghiên cứu về cái thể hồn và thể phách thì đương nhiên khi chết rồi thì chúng ta cũng thấy là không còn cái thể phách nữa nhưng cái thể linh hồn và cái nghiệp chướng bắt đầu nó mang theo như thế nào thậm chí có người chết khoảng bao nhiêu năm khoảng mấy chục năm thì bắt đầu nó vẫn hiện lên cái nghiệp chướng và cái tính khí khi cái người ấy còn tại thế như thế nào thì nó quay trở về và nó hồi tưởng lại cho chúng ta biết thì khi chúng tôi nghiên cứu về cái những cái về tâm linh giao lưu với cái thế giới siêu hình thì tất nhiên sẽ thấy rằng cái việc ba hồn bảy vía nó không giống như vậy nữa nó không giống mà nó có chút khác cái khác cái như thế nào thì chúng ta phải có minh chứng bằng hàng trăm thập hàng nghìn cái ví dụ khác nhau nhưng mà đây cũng là cái công phu của người xưa người ta để lại người ta quan niệm và người ta chia phần ba hồn bảy vía họ chia ra các khái niệm như vậy để cho đời sau chúng ta biết cái cách cũng là một cách nhưng tất nhiên là không phải nó chính xác một trăm trăm nó chưa đầy đủ hết nhưng là cũng là một cái khái niệm để chúng ta có thể nghiên cứu từ đấy trở đi chúng ta có thể thêm vào những cái gì mà nó còn thiếu hoặc chúng ta loại bỏ ra những cái gì nó không chính xác của quan niệm ngày xưa cảm ơn bạn